Xin tất cả mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới quý vị dự án 3 căn nhà rất là mới. Vị trí của nó là thuộc Đại Thành Quốc Oai. Với 3 căn nhà này, hướng nhà là hướng Tây Bắc, diện tích từ 50 cho tới 52m², thiết kế sân cổng riêng tương đối hợp lý, ngõ trước nhà 2m cách với lại đường ô tô đi lại 30m quý vị ạ, cách với đường ô tô chỉ 30m, cách với lại chỗ đỗ xe ngày đêm khoảng tầm 50m quý vị nhé. Và với cái căn nhà này thiết kế tương đối độc đáo, hợp lý, công năng sử dụng vô cùng hài hòa. Và với cái căn nhà thiết kế Ngọc Ánh đang đứng đây là phần sân riêng để xe máy quý vị nhé. Sân, cổng riêng. Đó, đây là phần cửa chính của ngôi nhà, thiết kế là cửa gỗ cho quý vị. Với căn nhà này lô góc hai mặt thoáng, cho nên cái rất là thoáng mọi người ạ. Ở đây có 3 căn thì có duy nhất căn nhà này là căn lô góc thôi. Thì Ngọc Ánh sẽ quay review cho quý vị căn lô góc. Với thiết kế hợp lý, vị trí đi lại cũng tương đối là thuận tiện. Vị trí của nó thì thuộc Đại Thành Quốc Oai. Tuy nhiên với cái vị trí Đại Thành Quốc Oai này thì nó lại giáp với lại địa phận Hoài Đức và Yên Nghĩa. Cho nên với căn nhà này gần với gì ạ? Gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, gần với trường đại học Phenica. Nói chung giao thông đi lại thuận tiện, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Quốc Oai hoặc quý vị đi làm ở Hoài Đức quý vị ạ. Ngọc Ánh đang đứng lên là phần tầng 1 của ngôi nhà, thiết kế cho quý vị là phòng khách, phòng bếp đó. Đây, phần không gian phòng khách rất là thoáng, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ chỉn chu, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn. Căn nhà này quý vị chỉ việc xách vali về và ở thôi. Đây, với cái phần lô góc thoáng cho nên chủ nhà thiết kế luôn cho quý vị được một chiếc cửa sổ ở đây này, không khí cực kỳ là mát luôn. Mời mọi người theo em và tiếp theo phần phòng bếp của ngôi nhà. Với không gian phòng bếp rất là rộng, đồng thời ở đằng sau phía phòng bếp ở đây có phần khoảng lưu không để lấy toàn bộ ánh sáng, cũng như là ở đây quý vị có thể chế biến đồ tươi sống ở phần đằng sau không gian bếp này. Đây, rất là rộng mọi người nhé. Với những cái căn diện tích rộng thì chủ nhà mới thiết kế được cái tối ưu phần công năng sử dụng. Còn nếu như mà không rộng mà chỉ có 30m thì thật sự với mọi người là công năng sử dụng của nó chỉ hợp lý thôi. Đó, và đây là cái phần không gian phòng bếp. Cửa sổ mở ra rất là thoáng, tủ bếp thiết kế cho quý vị ở đây xong hết rồi. Mặt bếp ốp đá granite, rồi xung quanh tủ bếp ở đây. Phụ kiện bếp lắp đặt xong cho quý vị, hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong hết rồi. Đây là cái phần không gian để tủ lạnh. Tủ lạnh này quý vị có thể kê giúp ngoài một chiếc tủ side by side ở đây rất là hợp lý nhá. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm xong hết. Nói chung với căn nhà này thì rất là hợp lý. Quý vị nào mà đang hợp với hướng Tây Tứ Trạch thì đừng bỏ lỡ cái căn nhà này mọi người nhá. Đó, hướng nhà là hướng Tây Bắc với thiết kế cũng tương đối là hợp lý và giá thì chỉ nhỉnh 2 tỷ một chút thôi. Đây, tầng 1 thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Diện tích 52m, thiết kế 3 tầng thì cái công năng phòng ngủ như thế nào thì một lát nữa Hồng Anh sẽ quay cho quý vị ở phía trên tầng 2. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3, thiết kế ở đây quý vị có thể nhìn thực tế toàn bộ là gỗ, ngăn cách giữa cái phần cầu thang và phần cửa chính ở đây. Thiết kế cho quý vị một cái vách gỗ CNC trang trí cũng như là cái phần ngăn cách giữa cầu thang này chắn với cái phần cửa chính quý vị nhá. Như vậy Ngọc Ánh đã review cho quý vị đường hướng cụ thể cho quý vị rồi, vị trí đi làm ở đâu thì phù hợp. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin thì cứ liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt để em có thể tư vấn cho quý vị tốt nhất. Sau đây mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và quý vị ơi, với tầng 2 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế cho chúng ta ở đây một hành lang đi vào rất là rộng giữa hai phòng ngủ, thiết kế cho quý vị hai phòng ngủ thoáng trước thoáng sau, hành lang đi vào cực kỳ là rộng. Và đây là phần phòng ngủ đầu tiên hướng ra mặt ngõ. Ba căn nhà này nằm ở trên mặt ngõ thông, và với cái mặt ngõ này thì là mặt ngõ nhà nước, không phải là cắt ngõ ra quý vị nhé. Đó, tương đối là hợp lý, gần với lại xe cộ ô tô, gần với lại bãi đỗ xe ngày đêm. Với những căn nhà nào Ngọc Ánh quay review cho quý vị ô tô vào được nhà thì Ngọc Ánh sẽ chia sẻ ô tô vào được nhà, ô tô đỗ gần bao nhiêu em cũng chia sẻ cho quý vị. Cho nên quý vị đã xem video thì đừng hỏi rằng là ô tô có vào được nhà không, bởi vì tại sao em đều quay đường ngõ ngay ở đầu video cho quý vị rồi. Căn nào ô tô vào được em sẽ chia sẻ luôn. Đây là phần phòng ngủ ở trên phía tầng 2.
Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, cửa sổ hai lớp thiết kế tương đối là hợp lý. Rồi ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt và thiết kế đầy đủ. Phòng ốc thì rất là rộng quý vị nha. Và với cái căn nhà này ấy, thì ở mặt tiền của nó được 4m, rất là rộng, rất là thoáng mọi người ạ. Cửa thông phòng thiết kế là cửa nhựa composite. Đó, chất liệu mới nhất hiện nay, hiện đại, đẹp như là gỗ và cái độ bền của nó cũng tương đương. Phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ ở trên tầng 2. Đây, quý vị có thể nhìn, máy đo rất là rộng. Ốp gạch lên tới 2/3 của trần, gạch 30-60. Đó, rồi là ở đây thì là bồn cầu này, lavabo này, hệ thống sen cây, tắm nóng lạnh đều được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Quạt hút mùi, rồi là ống chờ đầu chờ bình nóng lạnh. Cửa phòng vệ sinh thiết kế là của nhóm hệ Việt Pháp. Ngoài cái tầng 2, một phòng ngủ ở mặt ngoài, rồi là một phòng vệ sinh ở đây thì thiết kế cho quý vị thêm một phòng bên trong nữa. Đây là phòng ngủ ở phía bên trong. Rất là rộng, rất là thoáng. Phòng nào cũng ánh sáng tự nhiên, cửa sổ tự nhiên ngập tràn vào trong không gian phòng. Phòng nào cũng được chủ đầu tư thiết kế sẵn ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa rồi. Đúng như theo hiện trạng thì ngôi nhà này quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở được thôi ạ. Sau đây ngoài anh xin mời quý vị lên khám phá nốt tầng cuối cùng cùng em, tầng 3, xem ngôi nhà này với diện tích rộng như thế, thiết kế công năng có đủ để sử dụng cho một hộ gia đình hay không. Và quý vị ơi, với tầng 3 của ngôi nhà, ở đây có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tay vịn cầu thang từ tầng 3 xuống tầng 1 thiết kế là gỗ. Và với cách các tầng 3 này, thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh. Tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng nào cũng có phòng vệ sinh. Tiếp theo, thiết kế cho quý vị một phòng ngủ. Đây. Như vậy, lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà, quý vị đã có 3 phòng ngủ riêng biệt. 3 phòng ngủ rộng, phòng nào cũng cửa sổ thông thoáng. Đó. Và hành lang đi vào được khoảng tầm 1m2, rất là rộng. Đây, căn nhà này lô góc ưu điểm được thiết kế thêm cửa sổ. Tiếp theo, đây là phần không gian phòng thờ cho mỗi một hộ gia đình. Đó, không gian phòng thờ đây mọi người ạ. Còn quý vị nào mà như Ngọc Ánh được biết ấy, quý vị nào mà đi bên giáo ấy, quý vị không có phòng thờ riêng, quý vị thích làm ở dưới tầng 1 thì quý vị có thể tận dụng cái phòng này để quý vị làm phòng thờ, phòng làm việc, công năng sử dụng tương đối. Phần còn lại thì là phần sân phơi. Đây, sân phơi cho quý vị. Rộng, thoáng. Đây là cầu thang đi lên ở trên phía trần. Trên trần này đã có bồn nước một khối. Ở phía dưới tầng 1 nó có bể ngầm 2 khối 8 cho quý vị. Điện, nước, sinh hoạt đều đầy đủ. Giá sử dụng thì tất nhiên là giá nhà dân rồi. Và mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở video tiếp theo.